Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thường Quang sẽ tiếp tục xem chỉ tay cho những bạn đã đăng ký kênh và để lại số điện thoại tại một bình luận của kênh Thường Quang. Bàn tay hôm nay là của một chị hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Điểm đặc biệt trong lòng bàn tay này là có một số dấu hiệu cho thấy cuộc đời và sự nghiệp rất là phát triển. Tuy nhiên, về tâm tư, tình cảm thì rất là nặng trĩu. Trước hết thì chúng ta sẽ nhìn tổng quan bàn tay. Đây là một bàn tay khá đầy đặn và hồng hào. Mặc dù sắc tố da không phải là màu trắng, nhưng khi nhìn vào sẽ cho ta một cảm giác là rất là thoải mái và yên bình. Điều đó cho thấy bàn tay này có nhiều phúc khí và được Cửu Huyền Thất Tổ che chở. Nhờ vậy mà có rất là nhiều sự việc khó khăn nhưng người này vẫn có thể vượt qua được. Thì chỉ có ngón cái rất là to, đặc biệt ở đốt thứ nhất này. Đốt thứ nhất của ngón cái to và phình ra rất nhiều so với những ngón khác. Điều này cho thấy chị là người có trách nhiệm trong công việc, là người dám nói, dám làm. Một khi đã quyết là phải làm cho bằng được. Và điều đặc biệt nữa là người sở hữu ngón cái như thế này là một người trụ cột trong gia đình, thậm chí trong một tổ chức. Cộng với lại bàn tay của chị có dấu ích ở đây và gò mộc tinh cũng rất là phát triển. Ba dấu hiệu này cho thấy chị chắc chắn là một người đầu tàu trong một tổ chức hoặc là một người lãnh đạo trong một xí nghiệp, cơ quan mà chị luôn luôn là người ra lệnh. Nhưng điểm trừ ở đây là cách quản lý của chị thì nó theo chủ nghĩa cá nhân rất nhiều và ít khi nào nghe được lời khuyên từ phía người khác. Cũng bởi vì chị có một tính cách khá mạnh mẽ như thế này, cho nên trong cuộc sống gia đình gặp rất là nhiều trở ngại và khó khăn. Và đôi khi chị cảm thấy là gia đình và chị không có một cùng một tiếng nói chung. Điều này rất là không tốt và nó cũng thể hiện trên đường tâm đạo của chị. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu phân tích những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của chị nhé. Như em đã nói với chị ở những phút trước, đối với bàn tay này, người chủ sở hữu bàn tay đang có tâm tư tình cảm rất là nặng nề. Bao nhiêu phiền muộn, lo lắng đều nhìn thấy rất rõ ở đường tâm đạo. Và đây là một nét đặc biệt đối với bàn tay như thế này. Em sẽ vẽ những cái điểm đặc biệt ra đây cho chị thấy. Một tam giác. Hai tam giác. Ba tam giác. Bốn tam giác. Và có một cái tam giác lớn cực kỳ ở đây, được tạo thành từ hình chữ X giữa lòng bàn tay. Thì hình chữ X giữa lòng bàn tay em sẽ nói sau và em sẽ cho chị hiểu rõ về chữ X giữa lòng bàn tay là như thế nào trong một cái clip khác mà em đã đăng trước đây chị ha. Hiện tại bàn tay chị có 5 hình tam giác trúc ngược trên đường tâm đạo.
Đường tâm đạo của chị xuất phát từ cung khôn và có phân nhánh đi lên. Điều này cho thấy rằng chị được xuất thân trong một gia đình được cha mẹ yêu thương đùm bọc, đặc biệt là từ tình thương của mẹ. Còn hướng phương nhánh đi lên cho thấy rằng chị là người rất là thông minh, bẩm sinh, đa mưu túc trí mà không cần rèn luyện đã có được bản tính đó. Cộng với độ sâu của đường tâm đạo này cho thấy rằng chị là người có tình cảm rất là sâu sắc. Và vị trí kết thúc của đường tâm đạo nằm ngay giữa gò mộc tinh và gò thổ tinh. Thì vị trí kết thúc như thế này nói lên được rằng người này có tình cảm phong phú, dạt dào, cộng với tâm trạng ổn định, có đạo đức và là một người bạn rất là chân thành. Tiếp theo, mình sẽ giải thích ý nghĩa của các hình tam giác đóng ngược trên đường tâm đạo là như thế nào. Với tam giác đầu tiên, tam giác này đây, tam giác là một điểm xấu, cũng là thể hiện sự buồn lòng, sự phiền muộn trong tâm tư tình cảm của một người. Thì thời điểm mà xuất hiện cái tam giác đầu tiên này là dưới 15 tuổi. Chị có một đường trí đạo rất dày và sâu. Và độ công vừa phải. Tuy nhiên, ở đoạn đầu xuất hiện một hình vân đảo. Thì vân đảo này xuất hiện vào tầm 9 tuổi cho đến 15 tuổi, cho thấy rằng việc học của chị vào thời điểm này không mấy khả quan và không tốt. Cộng với đường sinh đạo chỉ có đường sinh đạo đầu đường rất là đậm đây, nhưng bị mờ ở đoạn giữa này. Thì đoạn giữa này về sức khỏe bị mờ đi, cộng với lại hình vân đảo màu đen cũng xuất hiện đúng vào thời điểm như thế này trên đường trí não. Từ việc này cho thấy từ hai dấu hiệu, thứ nhất là đường vân đảo trên đường trí đạo, thứ hai là nét rất mờ trên đường sinh đạo, cho thấy rằng sức khỏe của chị vào thời điểm này rất là mong manh và yếu ớt. Từ đó khiến cho sự nghiệp học hành của chị trở nên rất là khó khăn và không thuận lợi theo ý muốn, mặc dù chị là một người rất thông minh nha. Tuy nhiên, qua được giai đoạn 15 tuổi á, thì sức khỏe chị đã trở lại. Chị là một người hoàn toàn khác. Chị có thể làm cả công việc của một người đàn ông, thậm chí gánh vác trọng trách của gia đình. Tiếp theo, trên đường sinh đạo có một dấu hiệu thế này. Điều này cho thấy người này mặc dù đang sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng sau một thời gian khi về già chắc chắn sẽ trở về cố hương. Và việc trở về quê hương như thế này, chị sẽ gặp rất nhiều thuận lợi và thuận buồm xuôi gió.
Tiếp theo em sẽ nói về tam giác thứ hai, đóng dưới đường tâm đạo. Tam giác thứ hai này xuất hiện vào tầm khoảng là một người phụ nữ ở lứa tuổi đôi mươi, chị không chấp nhận thua thiệt bất cứ ai. Cộng với chị có một cái nhìn và sự nắm bắt thời cơ rất là tốt, thể hiện ở đường trí đạo, công vào gò thái âm như thế này. Nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là một người hay sống trong mơ mộng. Ý nghĩa thứ hai là một người có thể nắm bắt được thời cơ. Và em nghĩ chị là một người biết nắm bắt thời cơ. Chính vì vậy, tâm tư tình cảm của chị vào thời điểm này rất là khó khăn và lo nghĩ rất nhiều. Từ đó ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của chị. Sau đây em sẽ vẽ đường vận mệnh, tức là đường sự nghiệp của chị. Vào thời điểm đôi mươi thì chị thay đổi công việc rất là nhiều, nhiều đường gấp khúc nối lại với nhau. Đặc biệt ngay tại thời điểm 23 cho đến 27 tuổi, công việc làm ăn của chị không thuận lợi. Thậm chí chị còn mất rất là nhiều tiền vì hùng hạp làm ăn, thể hiện ở đường vương đảo này. Bởi vì trong bàn tay của chị cho thấy rằng chị là một người rất tin người và thương người. Mặc dù thời điểm đó chị không được may mắn, nhưng một thời gian sau chị đã được đền đáp một cách xứng đáng. Những gì chị đã mất, mọi thứ đã quay trở lại. Đó là những quý tướng mà người có tấm lòng từ bi sẽ được nhận lại. Em sẽ vẽ những cái đường đó cho chị thấy. Em sẽ dùng màu vàng để vẽ nhé. Đường thứ nhất, đường thứ hai, dấu hiệu chữ X, đường thứ ba. Đặc biệt đường thứ ba xuất phát từ đường sinh mệnh và chạy thẳng vào nhập chung với đường vận mệnh. Và thời điểm này cũng xuất hiện một dấu hiệu rất là đặc biệt trên lòng bàn tay chị. Theo quan điểm của em, nó rất giống với một bông hoa sen. Vậy thì ý nghĩa của bông hoa sen này là như thế nào? Hoa sen cho thấy điềm lành sẽ đến với chị. Hoa sen cũng cho thấy những điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Và nó cũng đã đến với chị trên con đường sự nghiệp và công ăn việc làm. Rất là hiếm người có được hình ảnh hoa sen này. Vậy từ đâu mà có được hoa sen như thế này? Búp hoa này được hình thành và được tập hợp từ rất nhiều những đường tài vận nhỏ và li ti, kết hợp với một đường vận mệnh làm đài hoa. Điều này cho thấy sự nghiệp, công ăn việc làm của người này trong tương lai sẽ rất là phát đạt. Như vậy, chúng ta sẽ xem thêm trên đường tài vận, trên đường trí đạo và đường tâm đạo có những dấu hiệu nào đặc biệt cho thấy là sự nghiệp của người này phát triển hay không?
có hai dấu hiệu rất là đặc biệt. Dấu hiệu thứ hai trước hết là trên đường trí đạo xuất hiện hình tam giác có hai đường song song như vậy, cho thấy rằng đây là hình ảnh của một quả núi khổng lồ mà nó được tạo ra từ công ăn việc làm, từ sự nghiệp của chị. Đến thời điểm này là ngoài 40 tuổi thì chị đã có một cơ ngơi rất là đồ sộ, của cải rất là lớn. Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu này cho thấy rằng hiện nay chị đang có một cái khoản về bất động sản rất là to, bên cạnh đó là một cơ sở làm ăn sản xuất rất lớn. Việc làm ăn và sản xuất này cũng khá là thuận lợi. Tuy nhiên, việc làm ăn và thành bại của cơ sở sản xuất này phụ thuộc rất lớn vào cái bông hoa sen ở đây. Nếu một ngày nào chị thức dậy, chị không còn thấy hoa sen ở đây nữa, thì chị nên lưu ý và cẩn trọng trong việc đầu tư chị ha. Và điểm cuối cùng mà em muốn trao đổi với chị đó chính là về tình trạng hôn nhân, gia đình cũng như những cái mối quan hệ trong gia đình, con cái. Em sẽ lấy lại tấm hình từ đầu. Chị có đường hôn nhân như thế này đây. Đây là đường hôn nhân ha. Thì đường hôn nhân có dấu hiệu rũ xuống như vậy là điều không tốt, chứng tỏ là trong cuộc sống hôn nhân của chị đang gặp chút vấn đề. Vợ chồng không có tiếng nói chung, đời sống gói chăng khá lạnh nhạt, thiếu sự gần gũi với nhau. Tuy nhiên, đường này nó chưa cắt đường ở dưới này. Do đó, việc cứu vãn tình trạng hôn nhân của gia đình chị thì có thể thực hiện được, tùy vào quan điểm của hai người. Và đồng thời, vị trí này, đây là gò thủy tinh đại diện cho cuộc sống gia đình, gia đạo, tình yêu hôn nhân của chị thì rất là đầy đặn, cũng cho thấy là về hậu vận chị sẽ có cuộc đời rất là sung túc và được con cái báo hiếu. Tuy nhiên, ở vị trí này, ngón út bị khuyết vào một khoảng hình tam giác như vậy, cho thấy là hiện nay và ở độ tuổi trung niên á, chị rất là khó khăn khi mà quản lý về những đứa con của mình. Rồi, nói tóm lại, chị là người có bàn tay rất nhiều những dấu hiệu của Lộc Thiên Tạo, kết hợp với sự nỗ lực của chính bản thân mình, từ đó chị đã thành công rất nhiều trong sự nghiệp. Nhưng thời điểm này, việc chị đang quan tâm nhất chính là làm sao để mang hạnh phúc đến cho gia đình của mình.
Em mong là chị sẽ thành công và em tin chắc là như vậy, bởi chị là một người rất bản lĩnh. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.